Nước mình là một nước thông minh và con người của mình rất là cần cù. Chỉ có một cái là kim cương nằm vùng hải ngoại nhiều quá. Cái clip cũ mình nói kim cương ai cũng hiểu rồi phải không? Kim cương hải ngoại nhiều quá, nó làm đậu hũ với cháo heo khắp tất cả thành phố của chúng ta ở Mỹ. Nên là chúng mình không có đoàn kết. Nhưng mà sau này khi nước Việt thay đổi sẽ đoàn kết, học ra cái bài học này. Lúc đó mình về mình chế máy CNC cho đã. Siêu hơn nữa phải không? Cái thằng máy hát á, nó chạy được có 5-10 năm mà nó gơ hết. Rồi sau này mình chế. Hả? Nó rẻ quá. Rẻ quá không? Nó làm theo cái giá phải không? À, sau này mình làm siêu hơn. À. Bây giờ thì nó làm giống như là nó cho Trung Quốc hay là mấy người kia làm đồ. Cái gì gáp lại lấy cái hiệu nó giảng là ồ vậy là ăn gian người ta. Sau này mình làm nhiều cái lợi hại hơn. Như nước Việt Nam mua. Không, sư phụ biết cách phát triển. Mình phải làm biết làm cái gì giống như giờ con muốn mở một xưởng may. Trước tiên phải làm gì? Trước tiên cái người chủ phải biết đo quần áo. Ở biết design cái kiểu mới dám mở hãng đúng không? Còn Việt Nam mấy ông nội á mà muốn mở hai thách mà ông nào á nói chữ hai thách cũng không hiểu luôn á. Chữ gì mạch nó cũng không biết luôn á. Có một lần vô hộ nói một ông rất là bự ở Việt Nam Hà Nội qua thăm. Mình nói á trong cái con chip á nó như cái nhà lầu vậy. Làm nhà lầu nó mỏng lét như nhà lầu. À cái lúc đó vô hộ cười quá trời cười luôn. Chơi nó có mỏng lét gì mà nhà lầu gì trong đó. Trời ơi em nói nó nhà lầu 100 tầng ở trong á. Ổng còn cãi mình nữa. Bỏ tay luôn. Mà cái đó là mà tiến sĩ về vi mạch đó nghe. Mấy con có thấy nhà lầu không? Ở trong đó nó đẹp rồi chứ nó nhà lầu trống á. Mà mình không biết danh từ gì mình nói cho mong hiểu. Mà mình nói tóm tắt thì mong tưởng là mình giỡn không? Nó có giỡn đâu. Trời ơi, mỗi một cái layer của nó đó là nó depth perception, nó phim lên. Cái thằng Canon á thì nó giống như cái đá này nè, chưa có đường phố. Thì thằng Canon, một hãng Canon á, nó map xuống, nó layer xuống. Rồi tới cái thằng mà bỏ cái mạch điện lên, nó chạy mạch điện cũng giống như là nó sắp đổ xi măng vậy. Rồi nó làm frame cây lên. Rồi tới thằng đổ một lớp đá lên. Rồi đổ lớp xi măng khác lên, rồi đổ nữa, rồi đổ nhựa đường, rồi đổ đá rửa lên. Nó có nhiều lớp như vậy. Trời ơi, con chết nó khủng khiếp lắm. Mình nói giống như nhà lầu, cái ổng cười, ổng nói. Nó bỗng lét cho nhà lầu. Ngồi nghe máy quay phim của người ta kìa đây. Hello. Nãy giờ mình ngồi được nhiều, con coi máy quay được nhiều này. Hai tiếng rồi hả? Đúng luôn. Hàng chi nó thở. Chuyện còn nhiều lắm, còn dài lắm. Nhưng mà có mấy người mới tới đứng lên nó hơi kỳ, con cứ để im vậy rồi hồi đọc bài thơ nữa thôi. Dương gian nhẹ bóng trăng tà, hạ trần tái ngộ trà hoa đạo hiền. Trời xuôi nặng mối cơ duyên, cảm lòng thành tính lời nguyền bấy lâu. Từ nay nói lại nhịp cầu, quyền cơ giáng bút buổi đầu ứng ban. Hiển linh quá thánh nhập đàn, giáo truyền chánh pháp
cư an muôn nhà, tức là giáo truyền chánh pháp cư an muôn nhà là lúc đó đó. Cái bài này năm 1979 nha, những cái bài nãy giờ đọc là năm 79-80 không ạ. Thì lúc đó Đức Thầy ra những cái bài này, bắt đầu Đạo Thiên Tâm đã ra đời từ đó, năm 79-80 là Đạo Thiên Tâm. Ở từ miền Bắc nước Việt, chạy tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, là giáo truyền chánh pháp cư an muôn nhà, quy y dưới bệ Phật Bà, trời Nam tri ngộ trà hoa gọi là, đường xa muôn dặm bôn ba, Phật ban đạo thánh dạy ta độ đời. Tức là lúc đó cái Đạo Thiên Tâm á, đã ra đời từ thời đó, và biết cái thời tận thế này á, chỉ có Đạo Thiên Tâm và tương lai á, sẽ làm cho thế giới hòa bình hạnh phúc là nhờ cái đạo. Con người chúng ta không có cái đạo như là cái cây không có nước á, ở giữa sa mạc con người rất là khô khan. Quý vị không tin á, cái người mà giàu nhất chừng nào á, họ càng thấy cô đơn chừng đó. Khi cô đơn rồi á, họ nhìn thấy tiền họ chán, họ chán cái họ làm những cái chuyện khùng, là đi mua xe hay làm mấy cái gì xịn. Rồi cuối cùng họ cũng đi tìm về tâm linh, nơi cửa thiền. Phật ban đạo thánh dạy ta độ đời, nay ta hiển ứng mấy lời, bàn cờ thế cuộc mấy thời đổi thay. Cứ nghe thời đại chiều nào á cũng sẽ thay đổi. Thời vua Bảo Đại tới thời ông Diệm, thời ông Thiệu, thời Bác Hồ cũng phải thay đổi thôi. Bàn cờ thế cuộc mấy thời đổi thay, cờ ai xanh trắng tung bay, chi đầu can nhất từ nay khai màu, chuột kia chui rút hang sâu, châu già gặm cỏ bể dâu tỏ tường, ngày xuân in bóng tà dương, cọp ta bốn hướng tám phương tung hoành, trời Nam một dãy màu xanh, trời Nam trung hẹn quy thành thập niên, nhớ chăng nghiệp quả cơ duyên, nhớ chăng tín hữu chim hiền trà hoa, sông hoa mọc khắp mới là, hoa đầu hoa cuối giao hòa đông tây, ngũ âm chổi khúc đàn hay, nghe ra mới biết ấy là Nam Xuân, bài ca vang vội âm cung, quỷ ma tan biến tứ tuần là đây, chim hiền lướt gió tung mây, trời cao chắp cánh bỏ ngày gian lao. Ok, hôm nay mình tới đây thôi, tạm biệt nha, thì cũng phải đi công chuyện. Quý vị ở đây cứ lại Phật đây, lại nào mà chạy đầu gói á, được về chơi. À, không chạy đầu gói cũng gách quần á. À, còn vô đó ngồi thiền kìa. À, chào chị có gì muốn muốn chia sẻ? Minnesota qua thăm chú Kẹt. Minnesota hả? Dạ. Thì năm rồi có qua một lần, nhưng mà trường chú Kẹt đi về không có gặp. Kỳ này thì cố gắng leo cầu thang thì dưới lên đây hết thở luôn. Mới tới. Dạ. Thì lên để chúc sức khỏe chú Kẹt. Cảm ơn chị. Mới xa về thăm vậy. Chủ yếu mình thăm cha thăm mẹ nha chị. Dạ biết. À, gặp em thì có duyên thì gặp, không có duyên thì kỳ sau thôi. Dạ thì có nghe nói là chú Kiệt chuẩn bị về cho nên phải tới đây gặp chú Kiệt, xong rồi lên chào cha mẹ. Cái năm rồi có lên chào cha mẹ trước à. Chỗ đó rồi mới không gặp chú Kiệt được. Về đây mình có cái thiên nhiên đây nè, rồi cứ đem đồ ăn lên rồi ngồi kiếm cái bóng mát đó. Rồi thấy tinh thần nó cũng vui nữa. Dạ, thì đứa con gái nó có một số việc nó xin hỏi chú Kiệt giúp cho cổ. Con qua nói chuyện với bác Kiệt không? Khóc. Con có ngồi đó được rồi, không cần qua. Just sit there, it's okay, don't worry. My baby is... Con của cháu nó... Nó hay khóc đêm á chú. Oh.
Where is he or she? She. Where is she now? Oh, she's at home sleeping. You like, nó kén ăn lắm. Okay, you have $1? I have $1. Give me $1. On $1? Yeah. Mấy con có giúp đỡ không? Yeah, come on. Cô cứ ngồi đó đi. Just sit there, it's okay. You don't want to get on the camera, đừng quay nó. Yeah. Okay, đừng quay. Quay rồi. Rồi, xin phép chúc Kiệt cho hai mẹ con làm đệ tử của chúc Kiệt. Biết làm đệ tử để làm gì không? Để ngồi thiền đọc kinh. Làm đệ tử là để mà có đi lạc xuống địa ngục để chuyện này xuống lôi đầu về hả? Dạ. Khôn quá ha. Khôn quá nghe. Tại vì những cái gì mình hứa mình sẽ làm. It's okay, I know. You can sit there. Yeah. It's okay, I'm okay. Okay. But this is more Vietnamese who watch the YouTube. Not people like you grow up here. They don't know anything about me. Yeah. Most of them. Mm-hmm. Not yet. Future, they will know. But right now, I'm not all right to talk in English. Public yet, just small humble. Okay, so this is for your baby at night. Mm-hmm. Để dưới gối. Yeah. Sẽ không có khóc. Còn this is for you. Khi nào mà con bị stress á, khổ á, con chỉ nhìn cái chữ này. And then the image will appear in your mind. And do not broken. As long you can see chữ khổ này mà đừng có bị broken á, con sẽ tự nhiên hết khổ. This is from my master. He stand right there. Cái wood á là tổ sư Bồ Đề Đạt Mai đó. Yeah. So this is his. He tell me to write this to human, to everyone. And soon whoever practice and see this, so he will come to support. Yeah. 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 Thank you. This works for her, like, khó ăn cũng vậy hả chú? Cái đó khác, còn phải để mày bác sĩ nha con. Cái này là chỉ là vôi mấy cái ma thôi à. Tại nhiều lúc nhà con có ma, con ở chung với ma con không biết. Someone might die under cái nhà của con sao? Dạ. Yeah. Con bố ở nhà nhiều lúc nó có người chết cũng chừng á. Cho nên đứa con nít á, nó không có giống như mình. Tại con nít nó là pure mind. You newborn, tất cả những đứa nhỏ nhỏ nó còn cặp mắt của nó khác hơn mắt người lớn. Người lớn bị đời nó làm hư cái não thôi. Yeah. So children nó rất là pure thì nó sẽ thấy được ma. Thì nó thấy được ma xấu quá nó khóc. Nó sao ý vậy? Yeah. Còn mình á, mình chỉ thấy những cái gì mình thích thấy thôi. Thì cho nên mình không có thấy ma nhiều là vậy. Nhưng mà thật sự đây live among with us. Yeah. They're all around us. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Nhận làm sư phụ, sinh con. Nhận làm sư phụ hả? Yeah. Ok, tên gì? Nhận làm đệ tử. Dạ, Nguyên Đăng. Hả? Con đọc tên Nguyên Đăng. Dạ. Tên gì? Dạ, Dina. Thiên Dina ha. Dạ. Sư phụ thấy con có duyên á. Con muốn Thiên Dina hả? Thiên Đăng. Thiên Đăng nè. Dạ, tại vì Đăng á là tên tiếng Việt mà khi qua đây học á thì ở trường là Thiên Đăng đi. Thiên Đăng ạ. Sau này về giúp nước Việt nữa không? Chứ không phải con lớn đây we go back Việt Nam. Giúp mấy người bên Việt Nam. Chỉ cần một người có quality là Vũ, còn hơn là a million. Không có quality. Dạ. Hiểu không? Dạ. Cho nên những cái người chúng ta đây nè up there đã set 6 million of us người Việt Nam live around the world có học vấn, có trình độ, có kiến thức, có biết cái gì đúng cái gì sai
là cái đó là một cái chất xám, một cái IP very important để mà restore cái nước Việt lại strong country. We are not like we are today. We not spoke like we are like today. We should a lot of better and dân sẽ sống sướng hơn nhiều. Chẳng qua là they don't know how to make dân sướng. They lost a lot of opportunity, những cái high tech, những cái design. Thí dụ như Việt Nam chỉ cần làm được cái viết này thôi, make in Việt Nam thôi cũng giàu, nó thiếu cái chuyện làm giống như vô Costco hay vô Home Depot. Lấy vài món đồ về mà làm, mình tự mình chế, mình làm cũng giàu. But they don't want to do it. The government don't know how to make happen. Maybe Chinese doesn't like Việt Nam có những cái IP nhiều. Ok, thôi. Ok, có thể chúc làm gì nữa? Xin gặp làm đệ tử. Ở đây. Tên gì? Lý Thị Nguyệt Nga. Và Thiên Thị Nguyệt Nga. Thiên Thị Nguyệt Nga. Ok, con bỏ hát vô trong cái group. Yeah. Ok, bye bye. Để tắt cái đã, chứ vẽ này nhiều quá, người ta nói mình ngã mạng. Cũng muốn tắt không?